Chí Trung, Chí Bảo có bạn gái mới sau ly hôn. Người trong cuộc không lên tiếng gì. Tại sao thiên hạ lại phải ấm bức? Chí Trung, Chí Bảo đã có bạn gái mới ngay sau khi ly hôn. Tuy nhiên thì thông tin này đã khiến rất nhiều người bức xúc. Và trong khi đó thì có một số người cho rằng người trong cuộc không ôm ấm bức thì thiên hạ phải nói thay làm gì? Chí Trung, Ngọc Huyền được rất nhiều người ngưỡng mộ là cặp đôi đẹp và hạnh phúc nhất nhì trong làng giải trí. Nếu như Chí Trung tài hoa, điển trai và rất thành công trong sự nghiệp thì Ngọc Huyền lại gọi là gái phố cổ, lá ngọc cành vàng, tiểu thư đại cát. Họ đã có với nhau 30 năm hạnh phúc, chưa ngọt sẻ bùi trong cuộc sống. Tuy nhiên thì thời gian gần đây xuất hiện tin đồn cặp đôi đẹp đã ly hôn. Và cuối cùng đúng ngày 9 tháng 1, thông tin ấy chính thức được công bố. Và người tiết lộ thông tin này lại chính là bạn gái mới của nghệ sĩ Chí Trung, doanh nhân Ý Lan. Và chia sẻ trong bài phỏng vấn với báo Gia đình và Xã hội thì Ý Lan cho biết cả hai bắt đầu là từ đối tác kinh doanh spa, rồi sau đó tới hình thức là bạn bè, rồi mãi sau này mới gắn bó với nhau như là cặp tình nhân. Á hậu doanh nhân Ý Lan từng tâm sự, trên danh nghĩa là một người bạn thì tôi khuyên anh hãy gắn ngắn với chị để hai người tiếp tục mối quan hệ như xưa, anh nói. Và việc đó với bản thân anh đã rất nhiều lần nỗ lực và mong muốn, nhưng rồi cuối cùng đành phải tuân theo chữ duyên. Và có lẽ giữa anh và chị Huyền đã hết duyên nợ với nhau. Và trước đó thì cơ duyên doanh nhân Ý Lan quen biết với Chí Trung qua công việc. Sau đó thì họ có nhiều điểm chung và nảy sinh tình cảm với nhau. Lúc ấy thì Chí Trung đã ly hôn Ngọc Huyền. Và chính doanh nhân Ý Lan là người khuyên Chí Trung nên hàn gắn với Ngọc Huyền. Tuy nhiên thì kết quả vẫn không được như ý muốn. Chí Trung thời điểm đó đã rất buồn và doanh nhân Ý Lan đã ở bên cạnh để an ủi cho anh. Hiện tại thì đời sống riêng tư của nghệ sĩ Ngọc Huyền và Chí Trung thì họ hoàn toàn vui vẻ và hạnh phúc. Và trên trang cá nhân thì Ngọc Huyền liên tục chia sẻ những hình ảnh đi chơi cùng với con cái và bạn bè. Còn nghệ sĩ Chí Trung thì tập trung cho sự nghiệp và hạnh phúc bên bạn gái mới. Tuy nhiên thì khi thông tin Chí Trung có bạn gái mới, rất nhiều ý kiến ném đá doanh nhân Ý Lan là tiểu tam. Và chị cảm thấy rất mệt mỏi và khó chịu với những bình luận ác ý về mình. Và từ khi thông tin nổ ra thì Ý Lan đã rất căng thẳng và lo lắng. Tuy nhiên thì nhiều người đã cho rằng Ngọc Huyền không lên tiếng là hậm hực thì thôi. Tại sao lại rất nhiều người phải lên tiếng? Và điều đặc biệt, Chí Trung đã ly hôn Ngọc Huyền và mới đến với Ý Lan. Vậy nên điều này là hoàn toàn bình thường và không đáng bị lên án. Và cũng như Chí Trung thì diễn viên Chi Bảo mới đây cũng đã gặp phải áp lực khi dẫn bạn gái mới đi gặp vợ con cũ. Cụ thể trong bức ảnh thì diễn viên sinh năm 1973 không ngại thể hiện tình cảm với Thùy Trang trước mặt vợ cũ và con trai. Rất nhiều người khen ngợi nhan sắc của bạn gái kém tuổi của nam diễn viên và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách ứng xử văn minh của anh khi vẫn giữ quan hệ tốt với vợ cũ. Tuy nhiên thì cũng không ít khán giả cho rằng Chi Bảo cố tình dìm vợ cũ cho bức hình này. Mới đây thì trên trang cá nhân của mình thì nam diễn viên cũng đã có những chia sẻ về điều này. Anh viết rằng khó khăn lắm chúng ta mới giữ được một tình bạn. Và khi đã vượt qua những thời khắc đó thì chúng ta càng trân trọng điều đó phải không? Ai cũng có sai lầm và ai cũng sẽ phải trả giá cho sai lầm của chính mình và không khác được. Vậy ta có cần phải làm cho nó thêm vô không? Và dẫu biết rằng để hiểu và thương người khác là điều khó khăn nhất đời người, nhưng nếu chúng ta không như thế thì đời còn gì sẽ vui. Và ngay bên dưới phần bình luận thì Thùy Trang cũng chia sẻ: chúng ta luôn là một gia đình yêu thương nhau để hướng đến những điều tốt đẹp cho các con phải không anh ơi? Còn vợ cũ của diễn viên Chi Bảo, chị Hồng Loan thì không có ý kiến gì về vấn đề này. Chị thoải mái khoe những ảnh phòng tập trong phòng với body săn chắc và gợi cảm. Còn bạn gái mới của Chi Bảo thì tỏ ra thoải mái khi chia sẻ những hình ảnh tập gym của Hồng Loan. Và cô này còn viết rằng mình cũng là một người mê thể thao từ bé, cũng nếm đủ các thể loại như là bơi, gym, yoga, boxing. Nhưng khi gặp chị Apple Phạm, chính là tên Facebook của chị Hồng Loan, thì cũng là mình theo cơ luôn á. Và để có được body như chị thì không phải chỉ là cập kiên trì, đam mê mà còn phải trải qua thời gian rất là dài. Chị cho biết đã có hơn 20 năm rồi đấy. Dù cho họ bận đến mấy thì cố gắng dành thời gian để tập thể thao cho trường sinh bất lão nhé các bạn ơi. Và chính cách cư xử của người trong cuộc đã khiến rất nhiều người phải nghiêng về phía gia đình Chí Bảo. Họ tin rằng nếu chia tay sẽ khiến cả hai hạnh phúc thì vẫn nên chúc phúc cho nhau. Và nhiều độc giả còn bày tỏ mong muốn mọi người nên tôn trọng cuộc sống riêng tư của các nghệ sĩ. Chân dung bạn gái mới của nghệ sĩ ưu tú Chí Trung
Á hậu doanh nhân sinh năm 1978, từng đi qua một lần đỏ. Trước khi đến với danh hài Chí Trung thì Á hậu Ý Lan từng bước qua một lần đỏ và có hai người con gái. Những tin đồn liên quan đến chuyện nghệ sĩ ưu tú Chí Trung và nghệ sĩ Ngọc Huyền đường ai đấy đi đã làm dân gian trong làng giải trí từ rất lâu. Nhưng mãi đến cuối năm 2019 thì nghệ sĩ Chí Trung cũng bắt đầu công khai những hình ảnh cùng bạn gái mới trên trang cá nhân của mình. Và khi chia sẻ tâm sự của bạn bè trên Facebook thì nghệ sĩ Chí Trung cũng không ngần ngại nói về chuyện bạn gái. Tuy nhiên thì người trong cuộc lại chưa từng một lần xác nhận hay là phủ nhận chuyện tan vỡ này. Và mới đây thì bạn gái mới của danh hài Chí Trung cuối cùng cũng đã xác nhận chuyện hẹn hò và cho biết mối quan hệ của cả hai đã kéo dài được 2 năm này. Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ trên truyền thông, người hâm mộ vô cùng tò mò về danh tính bạn gái mới của danh hài Chí Trung. Và được biết thì bạn gái của Chí Trung là hộ doanh nhân Ý Lan, tên thật là Trần Ngọc Lan. Và Ý Lan sinh năm 1978, tức là kém hơn Chí Trung 17 tuổi. Và bước ra từ cuộc thi Hoa hậu doanh nhân người Việt châu Á 2017 với ngôi vị Á hậu 1, thì Ý Lan không hoạt động trong showbiz nhiều mà cô chỉ tập trung cho lĩnh vực kinh doanh spa và thời trang. Và trước khi chính thức hẹn hò với Chí Trung thì Ý Lan cũng đã quen biết với rất nhiều nghệ sĩ trong showbiz. Và được biết thì cô cũng gặp gỡ nghệ sĩ Chí Trung thông qua việc kinh doanh spa và làm đẹp. Ý Lan và chồng đã ly hôn nhau hơn 20 năm chung sống. Cả hai đã có với nhau hai người cô con gái rất xinh đẹp. Ý Lan tâm sự thời điểm sau khi ly hôn, cô gặp phải khủng hoảng và phải mất một thời gian để ổn định tâm lý. Và thời điểm mà cô gặp nghệ sĩ Chí Trung là khoảng 3 năm sau khi ly hôn nên đã cảm thấy rất đồng cảm. Ý Lan sở hữu vẻ ngoài khá xinh đẹp nên cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh của bản thân cũng như những chuyến đi du lịch. Và trên trang cá nhân của mình thì bạn gái Chí Trung cũng hay chia sẻ về những bức ảnh diện bikini khoe thân rất đẹp. Và mỗi khi xuất hiện ở các sự kiện event thì người đẹp cũng theo đuổi phong cách gợi cảm và thanh lịch. Tuy không công khai với báo chí, nhưng nghệ sĩ Chí Trung và Ý Lan vẫn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hẹn hò cùng với nhau. Và mới đây thì cả hai đã có chuyến đi du lịch Nhật Bản vô cùng vui vẻ ở bên nhau. Hình ảnh nghệ sĩ Chí Trung và bạn gái Ý Lan trong chuyến đi du lịch Nhật Bản mới nhất. Rồi, ở đây mình có thấy một cái clip của bạn tên là Hoàng Quỳnh có chia sẻ lại về một cái nhân vật mà gây xôn xao mấy ngày gần đây. Đó chính là cái câu chuyện lùm xùm trong showbiz giữa nghệ sĩ Chí Trung và cái cô gì Á hậu cái gì nhỉ? Á hậu doanh nhân Ý Lan. Và bạn này bạn có chia sẻ một cái clip nó cũng liên quan đến cái vụ việc này. Và chúng ta cùng reaction xem clip này như thế nào nhé. Rồi, clip này có 2 phút thôi, chúng ta sẽ reaction nhanh. Đi đâu vậy? Nói với cháu, cháu cũng chịu cô, ấy. Cháu nhầm nhá, cô, cháu nhầm. Thế cô nhầm rồi, bây giờ cháu không đôi co với cô. Cháu thấy bây giờ cô có thể gọi chú về. Hai vợ chồng cô có thể ngồi nói chuyện với cháu. Mang cái thằng mặt lồn đấy mẹ, tao gọi mày làm gì? Thế mẹ nó hại đời tao này mà mẹ tao gọi nó làm, tao gọi nó làm gì? Tao gọi cho mặt lồn làm gì? Thì mẹ biết nó làm đời tao khổ như nào không? Cô không phải đập, cô không phải đập. Thì mẹ chúng mày đến đây chúng mày cũng định làm gì tao? Chúng mày định làm gì tao ở đây? Thì mẹ lại biết tao khổ như nào không? Ngay mà anh gọi công an luôn đi để cô bây giờ cô đừng vu khống, cô đừng vu khống, cô đừng vu khống, cô thế thì cháu cũng nói luôn mạng lác vậy chúng mày ấy tịt mẹ con tao chết học máu mày đi. Cô để tay vào tay cháu, cô đón cháu đi đây này. Xin chào chú nhé, tao nói cho mày biết rồi đây nha. Chưa chú lừa đảo đấy, nếu không phải là họ hàng cô không phải đập, cô chú cứ gọi
hết rồi. Úi trời ơi.